Biotope, một từ mang trong nó hơi thở của tự nhiên, tiếng sóng đánh vào bờ đá, và sự sống đang trải qua vòng đời của nó. Đó là một phong cách thủy sinh không chỉ đơn thuần là việc chơi cá cảnh, mà còn là việc tái hiện lại một hệ sinh thái dưới nước, mô phỏng lại một vùng địa lý cụ thể. Hãy tưởng tượng bạn đứng bên bờ sông Rio Negro, nơi ánh nắng mặt trời vừa vặn lấp lánh qua màn nước đen như mực. Các tảng đá lớn nổi lên từ đáy sông, và cây cỏ dày đặc bám vào chúng. Dưới mặt nước, những con cá đen nhánh, những con cá hồng đỏ và những con cá xanh lá cây đang lặn lội qua những khe đá, tìm kiếm thức ăn và khu vực trú ẩn. Bạn đặt một bể thủy sinh trong phòng khách của mình, và bạn muốn nó trở thành một mảnh đất nhỏ, một góc nhỏ của Rio Negro. Bạn chọn những loại cây thủy sinh phù hợp, đáy bể được phủ bằng cát mịn, giống như đáy sông. Bạn thả vào đó một nhóm cá teacher đen, một cặp chilip epistogramma và một đàn corydoras. Khi bạn nhìn vào bể, bạn thấy một thế giới nhỏ, một hệ sinh thái tự nhiên đang tồn tại trong không gian hạn chế. Bạn cảm nhận được sự sống, sự cân bằng và sự kỳ diệu của tự nhiên. Bể cá của bạn không chỉ là một bể thủy sinh, mà là một mảnh đất huyền bí, nơi bạn có thể thoát khỏi cuộc sống hàng ngày và đắm chìm vào thế giới dưới nước. Trong vài năm trở lại đây, biotope ngày càng trở nên phổ biến. Phong cách này nghe qua có vẻ đơn giản, tuy nhiên đây không hề là một phong cách dễ chơi. Để tạo ra một bể biotope đẹp, những người chơi chuyên nghiệp cần nghiên cứu rất kỹ về khu vực mà họ cần mô tả. Vì họ sẽ phải mô phỏng chính xác những gì diễn ra ở đó. Từ các lớp bùn, cát, từng lớp lá rụng, từng loại cây mọc ở đó, khó nhất là mô phỏng chính xác thông số nước. Và cuối cùng là chơi những dòng cá, tôm hiện diện ở khu vực đó. Đối với đa số người chơi thủy sinh, thì định nghĩa biotope trở nên đơn giản hơn nhiều. Đơn giản như một chiếc bể đơn sơ, với màu nước đen ngòm, một vài nhành lúa, một vài loại động thực vật đơn giản. Tuy đơn giản nhưng nó lại có sức hấp dẫn lạ kỳ, khiến chúng ta đắm chìm vào nó mỗi tối. Dưới ánh sáng mờ ảo xuyên qua làn nước màu đỏ, những chú cá lúc ẩn lúc hiện. Chúng ta có thể ngồi ngắm hàng giờ liền, trải qua rất nhiều phong cách thủy sinh, nhưng biotope vẫn là một điều gì đó luôn bí ẩn, huyền bí và kích thích sự đam mê của tôi vào bộ môn này. Bạn có đang chơi biotope? Nếu chưa, hãy trải nghiệm ngay nhé!